Hãy
Mạnh
kéo vào tay như này, chứng minh là cái gì tay này như tay này như này, thế là đập, đập liên tục, đập đập phá rồi. Đây là đắt con rồng, đây là đắt đầu tiên đây ạ. Sau đó mình sẽ kết hợp với đắt trước bây giờ sẽ kiểm tra xem bạn nào làm được. Về hai làm việc đây, chưa ai làm việc à?